Nỗi đau cố gắng sẽ qua thử thách, dường như là không xa, cố lên. Bạn bè luôn ở bên và niềm tin luôn luôn là tất cả. Xin chào anh, cảm ơn anh đã đến với chương trình Rubik Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào chương trình Rubik Cuộc Sống. Có thể nói là câu chuyện vực dậy sau vụ tai nạn khi mà bản thân chỉ còn 5% sự sống của anh đã từng khiến cư dân mạng rất là xúc động. Vậy thì sau chừng đấy năm, liệu anh còn nhớ về ký ức của ngày hôm đấy hay không? Hôm đó là trên đường mình đi ôn thi đại học về. Và mình đang trên đường đi về thôi. Hôm đó thì mình học xong và mình đang trên đường đi về. Sau đó thì mình không nhớ một gì cả. Cho đến khi mà mình tỉnh dậy thì mình thấy rằng là mình đang nằm ở trên giường bệnh. Và hai cánh tay này không cử động được. Chân không cử động được. Cổ thì không nói được. Và cổ có một cái ống cắm vào cổ này. Thì lúc nằm ở trên giường bệnh như là bác sĩ và bố mẹ Tuấn phải hút đờm vào cổ cho Tuấn rất nhiều. Thứ nhất là bị chấn thương sọ não, thứ hai là bị dập đốt sống cổ, liệt tủy sống. Nên là hai cái chấn thương đó thì nó chấn thương nặng nhất của tai nạn giao thông. Và khả năng phục hồi là hầu như là không hề có. Bố mẹ cũng nói luôn là bác sĩ cũng nói rằng là nếu như sau này khả năng phục hồi nó rất là thấp, đi lại là hầu như là không có khả năng. Nó là một cái cú sốc tinh thần rất lớn. Bởi vì trước đó mình là một thanh niên rất là khỏe mạnh, mình đi lại, mình năng động. Mình còn là một dancer nhảy hip hop nữa. Nó rất là khỏe mạnh. Đến bây giờ khi gặp biến cố xảy đến với Tuấn ấy, thì Tuấn không thể cử động được ngón tay này, không cử động được cánh tay này, không cử động được chân, rồi là không tự ngồi dậy được. Mà mình tự nhiên trở thành một người gọi là một người bất lực luôn, không làm được gì cả. Và nó rơi vào một trong một cái trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo sợ. Vậy thì hành trình để mà vượt qua cửa ải tử thần đấy thì liệu nó đã diễn ra như thế nào? Đó là một quãng thời gian rất là dài. Khi mà mình mới bị tai nạn xe máy thì lúc đó tuyệt vọng, buồn chán vì mình không thể làm được gì cả. Từ cái việc ăn, nằm nghiêng, hay là uống nước, hay mình có thể cầm lắm một cái gì, mình không thể làm được một cái gì cả. Lúc đó là bố mẹ và em gái Tuấn phải giúp Tuấn. Nên là lúc đó Tuấn đã cảm thấy nó rất là tuyệt vọng, rất là buồn chán, cực kỳ luôn. Và cũng chính những lúc như thế thì có bố mẹ giúp đỡ thì mình cảm thấy rằng là có một cái nguồn động viên an ủi đấy. Mình cảm thấy có nguồn động viên an ủi và mình cảm thấy rằng là có một cái tình yêu thương. Vì bố mẹ phải đi làm kiếm tiền rồi là phải chăm sóc Tuấn ấy. Nên là Tuấn cảm thấy là mình phải cố lên. Thế là những lúc như thế thì cũng tự động viên bản thân mình rằng là phải cố lên. Vậy thì anh có thể cho biết là tại thời điểm hiện tại thì tình hình sức khỏe của anh ra sao? Hiện tại bây giờ thì sức khỏe của Tuấn thì cũng khỏe hơn trước nhiều. Tuấn có thể ngồi được, đi ra ngoài được, làm việc được như những người bình thường. Mình có thể đi ra ngoài gặp bạn bè, đi chơi, rồi là đi đến những nơi mà mình mong muốn. Còn về sức khỏe về ở bên trong ấy thì Tuấn cũng có một chút đau dạ dày và một chút về đại tràng chút. Còn đâu thì về tinh thần thì hiện tại bây giờ tinh thần đang rất là thoải mái. Thời gian gần đây thì cư dân mạng cũng biết nhiều đến Tuấn tình cảm thông qua cái kênh TikTok. Và em rất là tò mò, anh đã làm TikTok như thế nào ạ? Mình lấy chính cái câu chuyện đời thực của mình này. Đó. Thì mình muốn kể ra một cái câu chuyện nó truyền cảm hứng. Nó là cái quá trình mà
Tuấn gặp khó khăn, gặp biến cố, và Tuấn cùng với gia đình đã vượt qua nó như thế nào, và đam mê của Tuấn với âm nhạc, rồi là Tuấn làm được những công việc gì. Thì để sử dụng quay được video clip TikTok thì bố là người giúp Tuấn quay chủ yếu. Những video clip tại nhà bố giúp Tuấn quay, còn clip ở bên ngoài thì bạn bè giúp Tuấn quay. Ở nhà thì thỉnh thoảng mẹ cũng giúp Tuấn quay. Đó. Thì khi có video clip quay xong thì Tuấn sẽ dùng kính 10 ngón tay bị liệt này, Tuấn edit video clip trên điện thoại di động thôi. Mình lấy ngón tay cái này không cử động được này, mình cố gắng mình di, rồi mình edit, mình cắt ghép video clip. Và em rất là tò mò là cái quá trình mà sau khi mà anh vực dậy sau vụ tai nạn thì làm thế nào để anh có thể sử dụng vi tính cũng như là bắt đầu những cái công việc như cái thời điểm hiện tại ạ? Khi mà Tuấn bị tai nạn xe máy nằm liệt giường ấy thì mẹ Tuấn cũng động viên, bảo là bây giờ thì thôi thì con không đi lại được, con không được may mắn thì con phải cố gắng học và làm cái gì đó. Bởi vì ở ngoài kia, bên ngoài cuộc sống có nhiều người họ cũng như con ấy, họ cũng liệt, cũng ngồi xe lăn khuyết tật ấy, nhưng họ giỏi lắm, họ học và họ làm việc không khác gì một người bình thường cả. Và khi đó thì cũng nhờ xem chương trình ở trên TV, chương trình Nghị Lực Sống, thì Tuấn thấy có một nhân vật Nguyễn Công Hùng, anh ấy là một người khuyết tật truyền cảm hứng. Và khi Tuấn xem được tới nhân vật Nguyễn Công Hùng đó thì Tuấn có một cái động lực. Đấy, người ta không lành lặn, người ta chân tay người ta còn không được như mình, người ta còn vẹo người, khom khom cơ, vậy mà người ta trở thành giám đốc một công ty Nghị Lực Sống. Thế tại sao mình không cố gắng nhỉ? Thì Tuấn chỉ hỏi tự bản thân Tuấn là như thế thôi. Ngay lúc đó thì Tuấn cũng nói chuyện với mẹ. Thế mẹ mới tìm mua cho Tuấn một cái máy tính cũ đã qua sử dụng rồi. Mua máy tính về nhà thì nhìn thì hay lắm, nhìn thích lắm, nhưng mà mỗi tội là mình không ngồi dậy để mình sử dụng được, và ngón tay cũng không cử động để mà sử dụng được. Và lúc đó thì Tuấn có bảo bố là đeo tạp dề, nhờ bố đeo tạp dề vào cho Tuấn và đặt chuột lên bụng và dùng hai cái cánh tay để di chuột. 10 ngón tay không cử động được thì mình dùng cả hai bàn tay để di chuột và dùng cái cùi tay chỗ này để ấn chuột xuống. Ấn chuột lúc đó thì mình làm ở giường thì mình cũng chỉ gõ bàn phím thì mình rất là lâu, để gõ được chữ tin tức phải hơn 2 tiếng. Thì tay trái nhấc bàn phím lên, còn tay phải lại dùng một ngón tay cái này ấn lực cả cánh cánh tay là ấn xuống, ấn chữ tin tức hơn 2 tiếng. Và khi đó mình ấn được chữ tin tức và mình di được chuột thì mình cảm thấy vui. Mình cảm thấy đó, mình cũng sử dụng được chuột đấy, cũng sử dụng được máy tính đấy. Thế là hàng ngày thì ngoài thời gian mà Tuấn làm nghiêng để điều trị bệnh thì Tuấn cũng dành thời gian để việc học trên máy tính. Tuấn học phần mềm đầu tiên đó là phần mềm thu âm, phần mềm thu âm Cool Edit. Vì trước khi chưa bị tai nạn xe máy thì Tuấn cũng rất là yêu thích âm nhạc. Tuấn cũng đã từng thu âm những bài nhạc rap khi đó, demo thôi. Sau khi mà mình học phần mềm thu âm mix nhạc thì mình cũng có một số sản phẩm cũng sáng tác tại nhà, rồi là cũng có một chút thu nhập từ phần mềm thu âm mix nhạc tại nhà. Nhưng mà lúc đó thì chỉ là 15-20 nghìn thôi, 50 nghìn gọi là tiền động viên thôi. Lúc đó thì mình cũng cảm thấy vui và mình bắt đầu mình học những phần mềm thứ hai, đó là phần mềm làm clip ảnh Photoshop, rồi là mình học phần mềm cắt ghép video clip Adobe Premiere. Tuấn cũng làm YouTube. Nhưng mà thu nhập thì nó không đều mỗi tháng. Có tháng thì được nhiều đấy, nhưng có tháng mình làm cả tháng thì nó không được đồng nào cả. Bởi vì cách làm lúc đó gọi là cách làm GF mà, không được. Trong một lần tình cờ Tuấn lướt Facebook thì Tuấn thấy một nick Facebook là Tuấn Hà. Anh ấy hay chia sẻ những cái bài sale ở trong các cái nhóm trên fanpage. Và mình đã inbox cho anh Tuấn Hà hỏi anh ơi, anh... em là một người khuyết tật như thế này và em bây giờ em đang rất là mong muốn tìm một công việc để có một cái nguồn thu nhập ổn định. Chứ bây giờ em làm như trước thì thu nhập không hề ổn. Thế là anh ấy mới nói rằng là em làm YouTube mãi mà không có view à. Thì Tuấn cũng hỏi anh cách sell, cách làm sao mà YouTube có nhiều view.
Thì anh ấy nói rằng là bây giờ anh có một cái việc này phù hợp với em làm việc tại nhà, anh sẽ nhận em làm trợ lý cho anh. Và lúc đó thì Tuấn mới vào Facebook, Tuấn tìm hiểu về anh Tuấn Hà. Wow, anh ấy là tổng giám đốc công ty truyền thông Villalink Media. Và Tuấn cảm thấy rất là bất ngờ. Và ngày hôm khi mà Tuấn được anh ấy giao việc cho ấy, thì Tuấn làm việc rất là đầy đủ, chăm chỉ. Và công việc thì là chăm sóc, hỗ trợ học viên ở trong các khóa học marketing. Và Tuấn cũng đi support học viên. Thì tháng lương đầu tiên khi mà Tuấn nhận được ấy, khi làm việc tại đó ấy, thì Tuấn dành tặng cho bố mẹ, cũng chính nhờ tình yêu thương của bố mẹ dành cho Tuấn và cái sự lạc quan tự động viên bản thân mình của Tuấn, một phần đã vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì Tuấn lại tiếp tục với niềm đam mê của Tuấn với âm nhạc. Thì cái bài hát đầu tiên mà Tuấn sáng tác tại giường ấy, khi đó chính là bài hát Cháy Trong Tôi. Tất cả mọi thứ về flow này, rồi là về giai điệu này, đó thì đều là do Tuấn sáng tác hết. Đó là một bài nhạc rap để truyền cảm hứng, nghị lực sống và động lực. Vậy thì anh có thể hát một đoạn trong cái ca khúc này để khán giả theo dõi chương trình được nghe được không ạ? Được. Có khi là mình sẽ phải cầm điện thoại để mà nhớ những cái lời lyric này. Nỗi đau cố gắng sẽ qua thử thách, dường như là không xa, cố lên. Bạn bè luôn ở bên và niềm tin luôn luôn là tất cả. Ý chí vững tin lên từng ngày, kiên trì làm đi đừng lãng trí. Hành động ngay bây giờ, mãi mãi hành động cho ngày mai và cho tương lai. Ok, cảm ơn anh. Đó là một đoạn lyric rap trong bài nhạc rap mà Tuấn sáng tác. Tuấn rất tâm đắc, Tuấn rất là tâm đắc bài nhạc rap này. Và thời gian tới thì cũng sẽ triển khai quay MV bài nhạc rap này cùng với cả anh em ở Hạ Long Quảng Ninh. Ngoài ra thì trong bài nhạc rap này thì Tuấn cũng có một ước mơ, một nguyện vọng. Đó là Tuấn muốn lập ra một cái quỹ hiến máu nhân đạo mang tên là Tuấn Tình Cảm, để hỗ trợ và giúp những người khác thôi. Thực sự mà nói thì nếu như nhìn vào anh, nhiều người sẽ nói rằng bản thân anh là một người thiếu may mắn. Và anh có nghĩ điều đấy đúng hay không? Không. Tuấn sẽ không nghĩ rằng là mình không may mắn. Bởi vì tới thời điểm hiện tại bây giờ thì một phần mình cũng đã vượt qua được khó khăn rồi ấy. Thì mình có một cái nhìn với cuộc sống nó hoàn toàn khác. Tuấn nhìn vào cuộc sống, vào những gì đang xảy đến với Tuấn ấy, thì Tuấn thấy một phần rằng là Tuấn cũng là một phần của cuộc sống thôi. Bởi vì cuộc sống là như vậy mà. Cuộc sống đâu phải ai cũng khỏe mạnh mãi được. Đâu phải ai cũng hạnh phúc. Đâu phải ai cũng giàu có. Đâu phải ai cũng trọn vẹn đâu. Sẽ có những người mà họ không có sức khỏe. Sẽ có những người họ rất là nghèo khổ. Cũng có những người mà họ không được may mắn. Thì Tuấn đang là một trong những người không được may mắn như thế. Thế nhưng mà ai họ cũng nghèo khổ, ai họ cũng khó khăn, ai họ cũng không may mắn. Họ không cố gắng thì cuộc sống nó sẽ ra sao? Và Tuấn thấy rằng là cái sự cố gắng của Tuấn cùng với bố mẹ bao nhiêu ngày tháng qua ấy, nó cũng đã có kết quả. Và khi mà mình gặp biến cố, khi mà mình gặp khó khăn như thế, thì mình phải cố gắng rất rất là nhiều luôn. Vậy anh có thể chia sẻ về một vài kế hoạch sắp tới của anh trong tương lai hay không? Kế hoạch sắp tới của Tuấn trong tương lai thì sẽ có hai dự định. Dự định gần nhất thì Tuấn sẽ thực hiện quay MV bài nhạc rap Cháy Trong Tôi cùng với cả anh em ở Hạ Long Quảng Ninh. Một đạo diễn, một quay phim, dựng phim. Rồi là những anh em cùng niềm đam mê với Tuấn. Ngoài ra thì Tuấn cũng thực hiện hành trình yêu thương và tử tế cùng với cả anh em ở Hạ Long Quảng Ninh. Là mình đi làm những việc thiện ấy. Mình đi làm những việc mà có ích tới cộng đồng, tới xã hội ấy. Bởi vì một người khuyết tật mà làm được những cái việc đó cùng với cả anh em, bạn bè ấy, thì cuộc đời nó thật là ý nghĩa biết bao. Tuấn ở thời điểm bây giờ không còn là
khó khăn như trước nữa. Bởi vì công việc là Tuấn có rồi, nguồn thu nhập là Tuấn cũng có rồi, hỗ trợ và giúp cho bố mẹ Tuấn cũng đã làm được rồi, gọi là báo hiếu đấy. Và bây giờ thì Tuấn muốn cuộc đời của Tuấn nó thật là đẹp bởi những cái hành động đó. Một lần nữa xin cảm ơn Tuấn Tình Cảm đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình Rubik Cuộc Sống rất nhiều.